Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 88 km/h, giật cấp 12, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo, 7 giờ ngày 10 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10 đến 15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 9. Đến 19 giờ cùng ngày, bão suy yếu thành một vùng áp thấp. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10 tháng 10, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 đến 3 m, vùng gần tâm bão sóng cao 3 đến 5 m. Từ sáng ngày 10 tháng 10, ở Vịnh Bắc Bộ có sóng cao 2 đến 3 m. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ 21 giờ hôm qua đến 3 giờ sáng nay, tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong 6 giờ tới, tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Từ 2 giờ đến 8 giờ sáng nay, tại tỉnh Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong 6 giờ tới, tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm ngày 9 tháng 10, Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.